Rồi, chợ anh em có xin gu nồng nằm nè anh em. Này đẹp, siêu đẹp luôn. Tiền nè. Máy đo ao. Tem mát hay nguyên. Con này thì dòng này thì em không có làm anh em. Nghe nói anh em Cà Mau thì khoái dòng này lắm. Không gãy bể gì anh em. Đếp giật hơi thử đây. Cái này em giật thì có hơi anh em, nhưng mà bán ra anh em sẽ mở bô kiểm tra. Bê tông ok, bê tông đẹp, nồng đẹp thì em bán con này là 2.650.000 anh em. 2.650.000 ha, tại con này đẹp lắm. Đây là 341. Đẹp cực kỳ anh em, chỗ ao à, tại bị cháy nắng nè. Còn nếu mà không ok thì tính giá sau anh em.